Dinh Y Tân Rốc Khó Sụt Son Pol TV, chào mừng các bạn đang đến với kênh Pol TV và chúng ta đang ở bài 16 phần 3 của giáo trình lớp 1 do giáo viên Siriwan Chaya Katarin biên soạn. Và trong phần này, chúng ta sẽ tập đọc 3 lớp phụ âm thấp trung cao kết hợp với phụ âm cuối ngon u và dấu, ha bạn. Rồi bây giờ mình tập đánh vần những từ này ha bạn. Yên ngò yên, o yên yên, yên ngò yên, xỏ yên xiển, u ngò ung, cho ung chung, u ngò ung, xỏ ung sủng, ưa ngò ương, kho ương khương, ưa ngò ương, mò ương mương, ị ngò in, pho in pin, ị ngò in, lo in linh, ô ngò ôn, co ôn côn, ô ngò ôn, khỏ ôn khổn, o ngò on, co on con, o ngò on, mò on mòn, ụ ngò ung, do ung dung, ụ ngò ung, thỏ ung thủng, ê ngò ên, o ên ên, ê ngò ên, phỏ ên phẻn, e ngò ên, co ên kèn, e ngò ên, pho ên phèn. Rồi tiếp theo tập đọc các từ sau đây ha. Bia, xỉa, tiên, xiển, pin, linh, lung, thủng, chung, sủng, quang, hãng, mon, thon, tèn, sẻn, mương, môn. Rồi tiếp theo mình sẽ đọc các từ vựng ở dưới ha bạn ha. Thủng, thủng là cái túi hay cái bịch ha. Mắt phương, mắt phương là quả khế. Tiên, tiên là cái giường ha bạn. Tèn mô là quả dưa hấu. Hãng pia là cái bím tóc ha bạn ha. Hãng là cái đuôi, pia là cái tóc mà tết lại giống như là thắt bím thì người ta gọi là pia. Thì hãng pia, bạn có thể dịch là đuôi tóc nhưng mà bạn dịch là bím tóc cũng được ha bạn ha. Xỉa chay là đau lòng, buồn lòng, ha bạn ha. Bay tòn là lá chuối, ha bạn ha. Nhưng mà chữ cây chuối hay là quả chuối thì nó là chữ clui, ha bạn ha. Ron tháo là giày, dép, ha bạn ha. Mapping là cái tên riêng, ha bạn ha. Tên của một địa danh hay là một cái gì đó. Chinh chá là cái xích đu, mình biết rồi ha. Mát phương là quả khế ha. Mương thon là cũng là tên riêng ha bạn, nhưng mình có thể dịch ra là cái thành phố vàng. Mương là thành phố ha, thon là vàng. Sọn con là hai cái cọc ha bạn. Khoảng đi là đồ tốt ha bạn ha. Sỉ đen là màu đỏ ha bạn. Tèn mô là quả dưa hấu. Mapping bèn chư mè nám, có nghĩa là mapping là tên của dòng sông, chư là tên ha bạn. Bà mái hay nám kè mè nám, nghĩa là rừng cung cấp nước cho dòng sông. Bà mái là rừng cây ha bạn, hoặc là bạn có thể dịch là rừng cũng được. Nám kè là dẫn nước hay là cho nước ha bạn. Tha rào thẳng bà, có nghĩa là nếu chúng ta phá rừng, thẳng bà là phá rừng ha bạn ha. Rào có chạm mấy mi nám, nay me nám quấy cháy, có nghĩa là chúng ta sẽ không có nước trong dòng sông để xài ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tập đánh vần phụ âm lớp trung kết hợp với nguyên âm và phụ âm cuối ngon ngu với dấu ha bạn ha. Rồi thì ở đây bạn thấy nguyên âm dài là thuộc nhóm khâm pền,
và phụ âm cuối ngon ngu cũng thuộc nhóm khâm pền luôn. Vì thế khi kết hợp với phụ âm chung thì viết dấu gì mình sẽ đọc dấu đó ha bạn ha. Rồi bây giờ mình đánh vần cho các bạn hình dung ha. A ngo an, co an can. A ngo an, co an can, máy ẹt càng. A ngo an, co an can, máy thô càng. A ngo an, co an can, máy tri cán. A ngo an, co an can, máy chặt ta qua cản ha. Dễ ha bạn ha. Rồi những chữ này mình sẽ đọc luôn là can càng can cán cản. Rồi bạn thấy nó rất giống cái bài cơ bản 2 mà mình đã học ha bạn ha. Rồi mình ôm lại các phụ âm của lớp chung ha bạn ha. Co cho đo to bò bò o. Rồi mình đánh vần luôn các chữ này ha để cho các bạn dễ hình dung. E ngo en to en ten. E ngo en to en ten, máy ẹt tèn. E ngo en to en ten, máy thô tèn. E ngo en to en ten, máy tri tén. E ngo en to en tèn, máy chặt ta qua tẻn. Rồi tiếp theo ưa ngo ương po ương bương. Ưa ngo ương po ương bương, máy ẹt bường. Ưa ngo ương po ương bương, máy thô bương. Ưa ngo ương po ương bương, máy tri bướng. Ưa ngo ương bo ương bương, máy chặt ta qua bưởng. Rồi tiếp theo ia ngo yên. Ia ngo yên, máy ẹt yên. Ia ngo yên, máy thô yên. Ia ngo yên, máy tri yến. Ia ngo yên, máy chặt ta qua yển. Rồi tiếp theo ô ngo ôn po ôn pôn. Ô ngo ôn po ôn pôn, máy ẹt bồn. Ô ngo ôn po ôn pôn, máy thô pôn. Ô ngo ôn po ôn pôn, máy tri bốn. Ô ngo ôn po ôn pôn, máy chặt ta qua bổn. Rồi tiếp theo đọc những từ dưới này ha bạn ha. Àn can chan kìn pin cung ung kền ken kẽn tèn ben chon ton kiền biền cồn ồn. Rồi bây giờ mình sẽ đọc các từ phía dưới có từ vựng ha bạn. Ồn nám, ồn nám là lu nước. Àn nám, àn nám là cái bồn nước ha bạn, cái bồn mà mình có thể chui vô trong đó mình tắm được đó thì nó gọi là àn nám. Còn cái hình ở trong bài bạn nhìn nó giống như cái chậu hay là cái thau thì cái này người Thái họ gọi là calamang nha bạn. Calamang là cái chậu hay cái thau dùng để giặt đồ rửa chén đó. Kìn mái, kìn mái là cái nhánh cây hay cành cây ha bạn. Chon đu là nhìn chằm chằm ha bạn ha, nhìn chằm chằm vào một cái gì đó. Tha pen là thoa bột ha bạn ha. Ở bên Thái á, có mấy cái người Myanmar mà họ sống ở Thái lâu rồi đó, họ hay đi ra đường cái họ thoa bột lên mặt thì người ta gọi là tha pen. Tèn tua, tèn tua là mặc quần áo ha bạn, hay là sửa soạn gì đó để trước khi ra đường thì người ta gọi là tèn tua ha bạn. Kiền cung, kiền cung là
ăn tôm ha bạn ha. Cung là con tôm. Lúc bồn, lúc bồn là quả bong bóng ha bạn ha. Ồn nám là cái lu có ở trên rồi ha. Khá trang là tiền công ha bạn ha. Tiền công hay tiền lương á. Àn nám là cái bồn, ở trên cũng giải thích rồi ha bạn. Lúc đình là cái dây dọi ha bạn ha. Nó như cái hình như vậy nè, để người ta đo cái gì ở trên mặt đất á. Kình mái là cái nhánh cây hay là cái cành cây ha bạn, ở trên cũng nói rồi ha. Mi bang là có một số ha bạn. Bang là một số cái gì đó ha bạn ha. Trang thầm là thuê làm ha bạn ha. Trang có nghĩa là thuê ha bạn ha. Thì hồi nãy bạn có học là kha trang có nghĩa là tiền công, là tiền thuê đó, tiền trả cho người làm thuê ha. Thì trang thầm là làm thuê hay là thuê làm cũng được ha bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta tập đánh vần với phụ âm cao kết hợp với phụ âm cuối ngon ngu và dấu ha bạn. A ngo an, khỏ an khảng. A ngo an, khỏ an khảng. Máy ẹt khàng. A ngo an, khỏ an khảng. Máy thô khang. Rồi đọc liên tục ba từ ha. Khảng, khàng, khang. Rồi mình ôm lại các phụ âm cao trong bài cho ha bạn. Khỏ, chỏ, thỏ, sỏ, sỏ, hỏ. Rồi tiếp theo đọc các từ này luôn ha. A ngo an, thỏ an thẳng. A ngo an, thỏ an thẳng. Máy ẹt thàng. A ngo an, thỏ an thẳng. Máy thô thang. O ngo on, sỏ on sỏn. O ngo on, sỏ on sỏn. Máy ẹt sòn. O ngo on, sỏ on sỏn. Máy thô son. E ngo en, hỏ en hẻn. E ngo en, hỏ en hẻn. Máy ẹt hèn. E ngo en, hỏ en hẻn. Máy thô hen. O ngo on, khỏ ôn khổn. O ngo on, khỏ ôn khổn. Máy ẹt khồn. O ngo on, khỏ ôn khổn. Máy thô khôn. Rồi tiếp theo luyện đọc các từ này không đánh vần ha bạn. Khàng, khang, hàng, hang. Chìn, khèn, khen, hèn, hen, hon, khèn, xiền. Rồi mình đọc các từ có từ vựng ha bạn. Lúc khàng là con quay ha bạn ha, như cái hình ha. Chìn, chìn là cái chụp chọe, cái nhạc cụ của Thái á. Khèn, khèn là cái rổ hay cái sọt ha bạn ha. Khang hon, khang hon là cạnh phòng ha bạn ha. Hon là cái phòng, khang là bên cạnh. Sòn pay là đèn chiếu ha bạn ha. Sòn là chiếu ha, chiếu sáng. Pay là cái đèn mình đã học rồi. Xài khèn có nghĩa là dùng cái rổ hay sử dụng cái rổ ha bạn. Ti trình là đánh chụp chọe hay là gõ cái chụp chọe cho nó phát ra tiếng ha, thì người ta gọi là ti trình. Quyên khèn là chạy đua ha bạn ha. Kỳ hèn là mấy chỗ, mấy nơi ha bạn ha. Kỳ là mấy, hèn là chỗ, là nơi ha bạn ha. Từ hèn á thì nó không có chỉ cái nơi cụ thể, giống như từ thi. Ví dụ như người ta gọi là ta lạc hèn nắm, nghĩa là cái chợ chỗ đó. Thì thường từ hèn nó sẽ đứng sau lưng một cái từ mà chỉ địa điểm ha bạn. Cung hen là tôm khô ha bạn ha. Hen là khô, còn cung là con tôm, bạn đã biết rồi ha. Rồi tiếp theo mình sẽ luyện tập đánh vần và đọc các từ với phụ âm thấp kết hợp với phụ âm cuối ngon ngu và dấu ha bạn ha. Rồi mình đánh vần luôn ha.
A ngo an, kho an khang. A ngo an, kho an khang. Máy ẹt khang. A ngo an, kho an khang. Máy thô khang. Rồi bạn nhớ nguyên tắc là phụ âm thấp khi kết hợp với nhóm khăm pền. Khi không có dấu thì mình sẽ đọc máy xả manh. Nhưng mà khi viết máy ẹt thì mình sẽ đọc máy thô, và khi viết máy thô thì mình sẽ đọc máy tri ha bạn ha. Rồi mình sẽ đọc liên tục 3 chữ ở dưới này luôn ha bạn. Khang, khang, kháng. Rồi bây giờ mình sẽ ôm lại các phụ âm thấp để mình tập đọc các từ tiếp theo ha bạn ha. Kho, ngò, chò, dò, thò, thò, nò, pò, pò, mò, dò, rò, lò, quò. Rồi mình đọc các từ này ha bạn. A ngò an, cho an trang. A ngò an, cho an trang. Máy ẹt trang. A ngò an, cho an trang. Máy thô tráng. U ngò ung, mò ung mung. U ngò ung, mò ung mung. Máy ẹt mung. U ngò ung, mò ung mung. Máy thô múng. O ngò on, no on non. O ngò on, no on non. Máy ẹt non. O ngò on, no on non. Máy thô nón. Ưa ngò ương, ro ương rương. Ưa ngò ương, ro ương rương. Máy ẹt rương. Ưa ngò ương, ro ương rương. Máy thô rướng. Rồi bây giờ sẽ đọc luôn các từ này ha bạn. Bạn nên lấy bàn tay ra để các bạn nhẩm cái dấu ha. Khang, giang, lang, láng, yin, win, ninh, thiến, nung, rúng, thon, hon, rón, thiêng, liếng, dôn, khốn, gian. Rồi tiếp theo đọc các từ vựng luôn ha bạn. Múng, múng là cái mùng ha bạn ha. Rúng, rúng là cái cầu vòng. Láng mư là rửa tay ha bạn. Láng có nghĩa là rửa. Linh khang là con khỉ vượng ha bạn. Còn giống cái hình này ha. Trang mái là thợ mộc. Khang lang là phía dưới. Láng mư là rửa tay. Thang khốn là đường cong hay đường vòng. Cái đường đi á mà nó uốn cong đó ha bạn. Thính khỏng là vứt hay là bỏ cái đồ gì đi ha. Thính có nghĩa là vứt, bỏ ha bạn ha. Thon chầm là ghi nhớ. Rương nỉ là chuyện này hay vấn đề này. Rương là câu chuyện ha. Khi nón là anh em hay chị em ha. Liếng đu là chăm sóc hay là nuôi nấng dưỡng dục. Pho me, liếng đu lúc, nghĩa là bố mẹ nuôi con. Mưa, pho me kè, là khi bố mẹ già, kè là già ha. Lúc thi đi, có tông liên đu pho me, nghĩa là con hiếu thảo cũng phải nuôi bố mẹ. Thì bạn chú ý cái cách dùng từ của người Thái ha. Chữ thi là động từ to be mình đã học rồi. Thì nếu mình dịch sát nghĩa ra câu này, nó sẽ là con mà tốt hay là con mà hiếu thảo ha. Tiếng Việt thì mình có thể bỏ qua cái từ này, mình vẫn hiểu con hiếu thảo hay là con ngoan ha. Nhưng mà tiếng Thái thì bạn thêm chữ thi vào ha bạn ha. Rồi tiếp theo mình đi đến bài tập đọc ha bạn ha. Bay đu tráng là đi xem voi. Ta ma liếng tráng quấy thí ban, là ông ma nuôi voi để ở nhà.
Pho pha thong đi, thong đèn, lẹ thong đầm, sảm phi nón, bày đu tráng, thi ban ta ma. Nghĩa là bố dẫn thong đi, thong đèn với thong đầm, ba chị em hay là ba anh em đi xem voi ở nhà ông ma. Mi khôn bày mung đu tráng dễ. Nghĩa là có người đi bu xem voi rất nhiều. Thì từ đu các bạn đã biết rồi. Mung đu có nghĩa là bao vây lại xem. Ha bạn ha. Pho qua, rầu mai ton gian khẩu đu. Nghĩa là bố nói rằng mình không cần chen người ta xem hay là mình không cần dành người ta xem. Ha. Hai khẩu đu còn, rầu mà thi lãng, rầu có đu thi lãng. Nghĩa là cho người ta xem trước, mình đến sau, mình cũng xem sau. Mưa thon đi, thon đèn, lẹ thon đầm, đu tráng. Nghĩa là lúc hoặc là khi, thon đi, thon đèn, thon đầm, xem voi. Ha. Thon đi phút qua, tráng tua tô, mi nga dao. Nghĩa là con voi lớn, có ngà dài. Ha. Thì bạn lại để ý cái cách dùng từ của người Thái nó dài dòng chỗ này nữa. Tráng tua tô là con voi có cái thân hình lớn. Ha. Người ta rất rõ ràng như vậy. Mình kêu con voi lớn là đủ rồi. Nhưng người Thái họ sẽ thêm chữ tua vào. Ha bạn ha. Tha rầu liễn tráng, rầu tón hạ da, lẹ hạ bay mái, hay mành kìn. Nghĩa là nếu mình nuôi voi, mình phải đi tìm cỏ và tìm lá cây cho nó ăn. Ha. Rồi tới bài này là mình thấy nãy giờ không có một vấn đề gì về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp ha. Các bạn đã biết hết trơn rồi. Mình thấy là đi đến bài này là các bạn dịch vô tư luôn rồi đó. Rồi mình đi tiếp ha. Thon đèn phút qua, chẳng chạm mây liễn tráng, tráng tua tô, lẹ khẹn ren, tha tráng đủ, chẳng có dẹ. Nghĩa là mình sẽ không nuôi voi, voi lớn và khỏe, nếu voi dữ, mình cũng tiêu. Thì từ dê ở đây nó có một cái ý nghĩa là đối lập lại với chữ đi ha bạn ha. Thì trong câu này mình sẽ dịch từ dê thành là tiêu ha, hay là cũng chết hay là cũng gì đó, nói chung là những cái gì đó mà tệ hại nhất ha, thì là dê. Thon đầm phút qua, tha chẳng liến tráng, chẳng chặt lên cặp mành. Thon đầm nói rằng nếu mình nuôi voi mình sẽ chơi với nó. Pho phút qua, khẩu liếng tráng, quẩy sảy ngàn. Nghĩa là bố nói rằng người ta nuôi voi để dùng vào công việc. Ha. Sảy ngàn là dùng việc hay là sử dụng công việc. Ha. Tráng chui khồn thầm ngàn đai là voi giúp người làm việc được. Thon đi, thon đèn, lẹ thon đầm, bền khồn là thon đi, thon đèn và thon đầm là người. Khôn ton thầm ngàn, nghĩa là người phải làm việc. Khôn thầm ngàn có chạp bên khôn đi, nghĩa là người làm việc sẽ là người tốt. Rồi mình đọc tiếp cái bài thơ này ha bạn. Mình đọc từng câu mình dịch luôn nha cho nó nhanh. Tan mô hại bay nảy, nghĩa là dưa hấu mất đi đâu. Thon đi lét thon đèn, nghĩa là thon đi với thon đèn. Kìn khao kèn cặp tan mô, nghĩa là ăn cơm cà ri với dưa hấu. Ba thon kè mồ hổ là gì thon kè tức giận. Qua ten mồ hại bay nảy, nghĩa là rằng dưa hấu mất đi đâu. Thon đi qua ba chả, nghĩa là thon đi nói rằng dì ơi. Ten mồ ba hay sẵn ngày, nghĩa là dưa hấu dì cho con nè. Ngày có nghĩa là nè ha bạn ha, nó là từ đệm. Ba qua may đây hay, nghĩa là dì nói rằng đâu có cho. Thì bạn chú ý là may hay có nghĩa là không cho, không cho là dứt khoát không cho ha bạn ha. Còn từ may đai hay thì may đai là nó phủ định cho cái từ cho ha. Cái cách nói của người Thái họ sẽ nói như vậy ha bạn. Thì kiểu như tiếng Việt của mình là đâu có cho hay là cho hồi nào đó, cái kiểu như vậy ha bạn ha. Ten thế này chẳng hay kè, nghĩa là dưa ở đâu gì cho mày. Rồi bạn chú ý ten mô là dưa hấu, nhưng mà chữ ten một mình có nghĩa là dưa ha bạn ha, dưa gì cũng là ten. Thon đèn âu ten mà, nghĩa là thon đèn đem dưa đến. Qua ba chả
ten ní nè, nghĩa là rằng gì ạ, chắc chắn là dưa này. Ba qua tua chẳng dé, nghĩa là dì nói rằng đầu óc của dì tệ quá. Ha, ở đây mình dịch thoáng nghĩa ra, tua chẳng có nghĩa là cái thân thể của tôi hay là cái con người của tôi á. Thì trong cái ngữ cảnh này thì bà dì bà hay quên, cho nên mình sẽ dịch là ở đầu óc nó tệ quá. Ha bạn, chẳng khôn kè, chầm may đai, nghĩa là tôi người già hay là dì người già, nhớ không được. Ha. Rồi, bài học của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo. Nhớ like và share video giúp mình với nhé. Khóc khuôn thiết rắp trôm video khổng phụng nát khắp. Bye bye.